Cái vườn này là cũng nhờ bác sĩ Cường nè. Vườn này của anh Hưng, bạn bác sĩ Cường. Cái nhà thấy ha, bách lo 3 vụ rồi. Là chuẩn bị cưa thôi. À, gặp thuần thiên được 20 ngày. Cái nhà nhìn là biết có quá khứ rồi ha. Nè. Cái nhà thấy không? Cái cây này nó yếu hơn nè. Nên nó cơi đợt đầu nó bị nè. À, nhưng mà cây này nó khỏe hơn thì nó lại không bị, thấy không, cái nhà thấy không? Đấy, cũng một công thức, cũng một quy trình xì mũ chổi chà kính thưa các thứ à. Nên giỏi nhất là làm bách lo thì mấy ông cứ nói là bách lo không xấu liều nhẹ này cái nào khác, trời ơi phải đẳng cho nó ra mà. Hay quá, một cơi đọt này để quay cho cả nhà thấy nó khô này à, khô nè. Nhưng mình cũng phải nói là cái công nào của Thuận Thiên là mình nhận, nhưng mà cái công là hay là cái anh này anh đến được Thuận Thiên anh đọc gặp cái hạng bài chằng này luôn nè, nên nhờ ông trời nữa nè, nên là một cơi mà nó mới đẹp như vậy được. Em này là đứa kỹ thuật vùng này, cái này là mục đích của tôi nói về về cái bón hữu cơ này cho cả nhà, tôi nói lại thôi để tí nó ra là kia nói nè. Đây là xì nè, đấy, nó khô, còn nếu mà mưa nhiều thì 20 ngày không được dày đâu nha cả nhà. Cái công nào của mình nhận, còn cái công nào của ông trời là phải trả lại cho ông trời đấy, cho nhân dân họ biết vậy à. Đấy, cây này cưa luôn đó. Và thì anh Cường nghĩ coi, nếu mà không gặp Thuận Thiên nữa thì bộ hôm là cưa hết rồi. Thì cả vườn này bây giờ nó cưa để chứ nữa si mũ đấy. Thu năm thứ ba này cả nhà thấy, cây này là năm nay không làm được nè, nhưng mà vườn này thêm một cơi nữa nha cả nhà nha. Dạ à, cả nhà thấy bộ lá này là theo bên hóa chất là làm, nhưng mà với Thuận Thiên thì không được nha cả nhà. Nó phải hai bộ lá, nó phải có bộ kế thừa nha, cây nào cũng xì. Dạ à. À, anh này thì anh rất giỏi về hóa thực phẩm. Anh là bên bên dạ sau thu hoạch, công nghệ sau thu hoạch. Anh chủ vườn ấy. À, anh đây là nhờ anh Cường này mà có thêm được vườn này và mấy vườn khác nữa. Đấy, bây giờ Tuấn sẽ nói cái biết, em biết mà, em biết mà. Tuấn sẽ nói về cái bón hữu cơ trong mùa mưa dầm. Anh này xây đây này anh này. Nó khô này. À, dạ. Nhiều lắm, ôi trời, nhiều lắm đấy. Nên là cả nhà biết rằng là vừa rồi tôi tư vấn một số người đó, chỉ có pH thấp thì nấm phi tốt có phát triển. Vậy các bạn dùng vôi, các bạn dùng vôi, vôi đâu đâu có, nó đâu có thiếu, nó rẻ nữa là khác. Nhưng mà tại sao tiêu đó, vôi không thiếu. Hồi cái thời 2014 Tuấn đi làm 2009 là vôi là phải nạy lên, trước khi đổ chất cải tạo đất là phải nạy lên. Cái nhà này Tuấn nói về cái vấn đề này là cái chính này cả nhà. Trong mùa mưa nhiều này đó, miền Tây thì mưa nhiều thôi, miền Tây Đông Bộ, còn Tây Nguyên thì mưa dầm. Thì cả nhà nắm đối kháng này, thì hạt phân này anh, nắm đối kháng này, ơ cha anh, nhìn té. Cả nhà phải rải hữu cơ, hạt không được trồng hạt, để nó có cái khoảng cách để nó bung ra. Thì cả nhà rải vào buổi chiều, xong nhà tưới sơ nước cho nó bung ra. Rồi sáng hôm sau cả nhà phải tưới, tưới nhiều hơn bình thường cho nó tan ra. Và sau đó cả nhà muốn phát cỏ thì cả nhà phải vạch cỏ ra nè. Coi cái hạt hữu cơ, ví dụ mình bỏ hữu cơ nó vướng thì lấy chân mình đá đá vậy nè, đó mình đá đá vậy nè. Nó hết thì lúc đó mình phát cỏ nó đè lên. Chứ cả nhà mới vừa rải xong chưa hết mà vậy thì mất hết 50-70% rồi. Mà nó đã chai rồi thì tưới không, tưới nó bây giờ tưới nhiều nó không bung ra được nữa. Nên cái này là và tôi nhắc lại ha à, à, thấy không, một cây lá thôi. Thì cả nhà ai mà trong nghề á à, như cây này thì không làm được đâu nha cả nhà, phải ai mà trong nghề á, thì nhìn một cái ha là phải biết được quá khứ của nó rồi nhà, cả nhà thấy không, một bộ lá à, là cả nhà biết là sự quá khứ nó như thế nào rồi à. Đấy, tức là chúng ta nhìn chúng ta biết là có quá khứ, cây này hồi xưa nó cũng bị nhưng mà nó nhẹ hơn cái cây kia, và cây này là nặng hơn đó, thì nặng nhẹ thì nó
thì có quy trình nó khác nhau ha. Có thể là mấy cây cái sụp hai lần, nhưng cây này có thể là sụp thứ ba lần, ví dụ vậy. Cái này là nhờ sụp các cả nhà. Sụp tức là một hình thức đưa oxy vào, đưa dinh dưỡng và oxy vào trong đất một cách trực tiếp, giống như chúng ta cấp cứu đó, bác sĩ Cường biết đó, là phải chụp cái chụp oxy đó, nặng là phải chụp oxy đó, còn dinh dưỡng là phải truyền vào và vào trong mạch, trong mạch mạch máu rồi ha, nhưng mà oxy là phải chụp đó. Nên là cái sụp nó rất là hiệu quả, mặc dù nó rất là vất vả ha, nhưng mà cả nhà phải chịu khó ha. À, thì nếu không sụp thì nó vẫn phục hồi, những cái vườn mà mấy năm 700 cây thì không sụp nổi đâu, nhưng mà nó sẽ chậm, nó sẽ rất chậm, nên những cái vườn mà nặng là buộc phải sụp, sụp nó đau tay lắm, nhà thấy không, xì này. Đấy. Không có cần đục đẽo cho cả nhà, có cần gì cạo cạo sơ sơ về cho nó, để cho nó thấm cho nó ấy thôi, không cần bôi nó cũng hết, mà bôi thì nó hết nhanh hơn. Cái nguyên nhân của phi tốp là do đất bị thoái hóa, mà càng thoái hóa bác càng thấp chừng nào thì nấm phi tốp ra càng nhiều chừng đó, và fusarium càng nhiều chừng đó, và độc lực của nó càng cao. Nó nhiều về mặt số và độc lực của nó, nên cả nhà thấy rằng là pH bằng 5 thì vườn tiêu chết 1 năm 30%. Bác bằng 4 chết 50% và pH bằng 3,5 thì chết 98%. Nhà thấy nó xì không? Đấy. Nhưng mà chưa hết đâu nha. Đấy, phải tiếp tục đó, tuần sau là làm lần 2. Rồi phải giữ sức khỏe cho nó thêm một cơi nữa. Và sau khi làm trái thì những cái cây này nó có xì lại, nhưng mà yên tâm xíu là tự lành lại. Những cái vườn mà bị xì này chứ không phải là tùy theo nữa. Dù cái cây này nó đeo trái quá nhiều thì cái nội sinh nó kém, thì đâu đó nó khi đeo trái lớn thì nó bị hơi xì lại xíu, mà nó tự lành thôi. Đấy là nấm, đây là cái nấm đối kháng đây. Trong hạt phân của mình á, là chúng có đặt đơn đặt hàng là nó có cái những cái sợi nấm, có cái các cái chủng loại nấm đối kháng ở trong hạt phân, nhiều chủng loại nha, chứ không phải chỉ có trico, một mình trico không giải được đâu, thì nó sẽ giúp cho cái vấn đề xì mũ này. Tại cái bào tử nấm này nè cả nhà, nó bay lên đó, nó bám vào các cái vết thương này trên cây nè và nó xử lý, và cái soi nó sẽ tạo ra cái nấm đối kháng trong đất, mà nó chậm hơn một bước. Nó phải có thời gian, tại vì vườn này bước vô pH bằng 4 thì sau 20 ngày thì mới được lên được một pH. Với thời tiết cái hạn bà chằng này là nắng nhiều mưa ít nè, thì nó bằng 5, thì và khi nó bằng 6 trở lên, trên 5,5 thì vào nấm đối kháng ở trong đất nó mới bắt đầu môi trường phát triển. Chứ cả nhà cứ pH có gì bằng 3, bằng 4 rồi ở trên phun hóa chất rồi dạ đấy. Ôi trời ơi, chưa thấy chưa? Mà cả nhà cứ bón nấm đối kháng thì xin thưa không giải quyết được đâu. Cái này tôi nói thẳng luôn với cả nhà nè, không sống được đâu. Thứ nhất chúng ta sai ở cái chỗ rằng là Việt Nam chúng ta sai một cái chỗ rằng là tùy theo mỗi vùng, cả nhà biết một chủng nấm đối kháng nó rất là nhiều dòng. Ở Bình Phước nó khác, ở Tây Nguyên nó khác, ở Cần Thơ nó khác. Nhưng mà Việt Nam mình thì anh Cường biết rồi đó, sản xuất ở đâu đâu thì không có cần phải biết bản địa là gì đâu. Mà xin thưa mà pH toàn là thuốc diệt cỏ với hóa chất, mà pH có bằng 3 bằng 4, mà bón trico để làm gì, chỉ tốn tiền mà thôi, không có giải quyết được, chết ngắt hết. Môi trường đó là phải môi trường của nhân tài phát triển, môi trường của nhân tài phát triển là môi trường phải tốt, pH nó phải trên 5,5. Xin thưa, người ta nói 5,5 là trung tính, thật sự khi pH trên 6 được 2 tháng thì cây trồng mới nhẹ nhàng về sau rầy. Cả nhà nhớ nha, là cái quản lý cái cơ đọt này, khi mà lúc đầu pH nó thấp thế này đó, quản lý phun rất là cực, khá bị tốn tiền, nhưng mà không còn cách nào khác. Cả nhà phải đại lý đó, các anh đại lý, các anh kỹ thuật đó, là phải đo pH bằng 3 là phương án khác, bằng 4 là phương án khác, bằng 5 là phương án khác. Đấy, bằng 5 thì đỡ hơn cho chủ nhà. Và cả nhà phải đan cất lợn đó anh. Đây. Đây này, miền Tây mà thấy cất lợn là hiếm lắm. Đây, cất lợn đây. Đấy. Cất lợn dạ. Ở miền Tây thì càng sát gốc chừng nào thì
đất càng ô nhiễm trong đó. Thì anh biết rồi mà, phun bách lo tất cả mọi thứ rớt đây, càng ra sao thì nó đỡ hơn, ở ngoài đây thì nó đỡ hơn đó, thì nó có rước. Nhưng mà sau này thì nó sẽ lần nó ra bông, xong nó phát tán hạt và nó sống tới hết mùa đông là nó chết thôi. Dạ, nó tới hết mùa đông thì kiểu mùa đông thì cái lá nó mất dịp lục tố, nó sẽ bị vàng và chết. Dạ, nhưng mà nó bắt đầu sau mưa thì bắt đầu nó là mùa của nó, cho tới hết đông, hết mùa đông anh. Dạ, hết mùa mưa là đỉnh cao của nó, là nó phát triển rất là mạnh. Dạ. Ôi trời, nói gì nữa, xì thì khỏi nói rồi. Dạ. Dạ. Nên là Tuấn lặp đi lặp lại với cả nhà rằng là khi rác nó thấp thì nó mới lại nắm phi tốt. Đó, phát triển đất chặt là phi tốt là háo khí anh. Là nó chỉ từ cái cổ rễ trên mặt đất thôi. À rồi rồi. Còn dạ, ở dưới là đất chặt như cái vùng mà đất sét ở đà hoai đà tẻ rồi đó. Là phu sa, là yếm khí. Đất càng chặt như nào thì cái cây nó không xì. Nhưng cái rễ nó hư. Nên nó vàng. Rễ sao thì ngọn vậy mà. Vậy là thằng phu sa em độc hơn thằng phi tốt. Dạ vâng, có khó trị nó khó cứu. Dạ vâng, dạ. Dạ dạ dạ. Đó là đó, nó càng yếm khí mà càng không có không khí. Nè, nó xì. Cái này là muốn cho mọt luôn nè, thấy không, mà nó khô hết rồi nè. Đấy. Đấy, đấy. À, mà nhờ đó. Nên cả nhà nói là dùng vôi hay dùng tinh vôi hay lăng chẳng qua là nâng pH phản ứng như người ông thôi anh, tạm thời đó, thấy nhà thấy không, cái này 20 ngày là nó ăn thế thảm, nó ăn xì nước luôn. Dạ, tàu này nhà hơn tụi phố xa. Thằng này nó dễ hơn anh, nó dễ cứu hơn. Dạ vâng, nó thấy được. Dạ, nên thằng kia đó, nên chính thằng kia mới cần phải sục để đưa oxy vào. Thì mình đó, rồi sau đó mới nhờ trùng đất, mới nhờ vi sinh vật thì cái đất nó hở, thì nấm phu sa rơm không bao giờ phát triển. Nó là như vậy, chúng ta giải quyết các căn. Dạ vâng, dạ, dạ. Chứ không phải là cái nhà đi diệt, mua thuốc diệt, diệt, diệt phu sa rơm, diệt phía tốt, sẽ được càng diệt càng chết. Phải thay đổi môi trường. Ồ, tới ra hai cái bình vàng lá thối rễ do phu sa và xì mũ là do phi tốt là khác nhau, là khác nhau hoàn toàn. Và hai cái nấm này nó cực kỳ nguy hiểm trong nông nghiệp anh Cường ạ. À, nó làm cho nông nghiệp đau khổ và trắng tay bởi hai cái này. Mà pH bằng 3 mà nấm đối kháng đâu có sống được. Không có sống được đâu mà cứ mua trico, mua cái này cái kia đổ vô. Ừ. Cái này nó bị khô anh cắm vậy, nó chịu ra mà kệ đi, vậy là nó biết rồi đấy. Năm này là ảo đó anh, tại vì nó hở này nè, nó khô này anh nè, tại vì nó khô thì nhiều xin nó phải ẩm, đất phải ẩm hơn, đất bóp phải dính, đất này bóp không dính nghe không được nha. Đấy, nên là đo pH cũng vậy, cả nhà phải đổ nước lấy cái gót chân đạp cho nó chặt lại, được cấm thẳng suốt, cả nhà cứ xoay và oxy nó lọt vô là sai, là sai, tại vì trên tay mình cầm cái pH là bằng 7 mà, là như vậy. Rồi thôi, Tuấn chào cả nhà nha. Ôi, một cây đọt như vậy là quá mừng rồi. Rồi một cây nữa làm trái thôi.